Đại Nghĩa và Nam Thư xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Ngạc nhiên chưa? Rồi, có gì muốn chia sẻ không? Không. Vậy thì bây giờ mình về chỗ để mình chào đón hai khách mời đặc biệt của ngày hôm nay, xem rồi, họ là ai nha. Mời em. Mời anh. Và bây giờ chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau chào đón khách mời của ngày hôm nay. Xin mời. Wow. Trai xinh và gái đẹp, mời hai em hãy giới thiệu về mình nào. Em là Đàm Phương Linh và hiện tại em đang là VJ và diễn viên ạ. Em tên là Lưu Quang Anh và hiện tại em là ca sĩ và diễn viên tự do ạ. Hai bạn đều là diễn viên nha. Và thì hôm nay hai bạn sẽ chọn về đội nào? Đội của anh hay đội của chị Nam Thư? Chắc là nhường cho Đàm Phương Linh chọn đi ha. Em thì muốn là đội nam với đội nữ, vậy thôi em về đội của chị Thư. Vậy đây dạ. Chị. Vậy thì rồi, mời Quang Anh về với anh nào. Mời bé Linh. Đáng thắng nha. Chị được mệnh danh là luôn thua vòng đầu. Em cứ yên tâm đi. Thường á là bên đây là mệnh danh là thua vòng đầu và thua luôn cả vòng hai. Anh vậy ha. Chắc có lẽ là bé Linh nó chưa có theo dõi chương trình này nhiều, cho nên là Linh không nắm được cái phong thủy. Cái vị trí bên tay phải này nè của mình á, cánh phải bao giờ nó cũng là cái vị trí đắc địa hết em. Đúng rồi anh. Mọi người à, mọi người hãy tin vào một câu mà gọi là bất hủ rồi: phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp thì mới là mãi mãi. Đó, hiểu không? Trời ơi, em là đẳng cấp, mình tính là mình tính nhầm đặc biệt, anh nghĩ hiểu không? Thôi để coi bữa nay em có tính được cái điều đó hay không nha. Chúng ta sẽ bước vào vòng một của ngạc nhiên chưa. Ở vòng thi này chúng ta sẽ có 3 lượt thi đấu. Hai lượt đầu thì hai em sẽ lên vị trí giữa sân khấu, quay lại nhìn vào cái bảng điện tử này, thấy hiện lên cái từ gì thì đó chính là từ khóa mà chúng ta cần phải giải mã. Chạy thật nhanh về đây bấm chuông giành quyền trả lời. Các em sẽ nói một cái từ nào đó để gợi ý cho anh hoặc là chị Thư đoán. Khi nào mà anh với chị Thư đoán đúng thì chúng ta sẽ có được 1 điểm. Bên này đoán sai, bên kia bấm chuông giành quyền trả lời. Cứ như thế nhé. Mời hai em vào vị trí. Chị thấy chân mình kia dài rồi đó. Chạy là phóng thẳng xuống đây bấm chuông luôn nha Linh. Em sẽ cố phá bỏ lời nguyền gì. Hồi hộp quá. Bước qua lời nguyền ha em. Chuẩn bị 1, 2, 3. Quay lại nhìn. Chạy bấm chuông. Mình trước, mình trước. Nhanh. 6. Trái nghĩa 6. Đẹp. Hả? Đẹp. Xinh. Nhanh, 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 nhanh. Tươi. Đẹp. Bụng. Đau. Vậy là đau bụng. Tươi. Mới. Trên lớn, trên lớn. Cái từ nào gần hơn nữa không? Cây lớn khỏe. Không được nói nhiều, một từ một thôi. Từ đó, bụng. Bụng. Trời, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Anh em biết rồi. Tôi biết rồi. Bụng, cái gì bụng ta? Mình, sức khỏe, tốt. Yeah, yeah. Phạm Quy nó hai chữ rồi. Hai chữ. Như vậy đồng nghĩa gì là đội anh Nghĩa Phạm Quy vì nó hai chữ. Thì một điểm đã thuộc về đội của Nam Thư và Đàm Phương Linh. Như vậy, bại. Nếu như chúng tôi Phạm Quy thì chúng tôi không được điểm thôi. Chứ đội bên em cũng làm gì có điểm. Như vậy là có nghĩa lượt đầu tiên này cả hai đội không ai được điểm. Trời ơi, mấy em ơi, anh đã dặn rồi, mình nói một từ thôi. Một từ đồng nghĩa, một từ trái nghĩa hoặc là một từ ghép, một từ lấy. Mình không được nói nhiều hơn một từ. Rồi, rút kinh nghiệm chưa? Dạ, em rút rồi ạ. Lượt thi đấu thứ hai, cố gắng lên các em. Mình đỡ một cơ hội ghi điểm rồi đó. Dạ, thưa quý vị khán giả, lần đầu tiên coi như xé nháp. Đặc biệt là Quang Anh, đội của em sẽ lấy lại phong độ của mình. Mệt. Chuẩn bị. Ráng lên. 1, 2, 3. Quay lại. Mùa. Một năm bốn mùa. Xuân. Là sai hả? Mở. Rộng. Mở. Màng. Yeah. Màng đúng không? Mùa màng đúng không? Mở màng, mùa màng. Đó là từ màng.
Dạ, cuối cùng thì Quang Anh như lời đề nghị nói đã lấy lại phong độ của mình và ghi được 1 điểm. Ráng bé ơi, chứ chị thấy cũng quan ngại lắm. Của vòng 1, anh em mình lên thôi. Cố gắng nha các em. 2 điểm luôn đó nha, anh bé lên ráng nha. Ủa chưa tới nữa hả Thư? Trời ơi, từ từ anh. Phải xách đôi giày. Có cần phải kẹp nách gì không kệ em? Kệ em, muốn làm gì kệ em, anh cứ tạo sự không, chú ý. Tại... anh cứ nhìn em đi rồi anh đừng bấm chuông là được. Cái hình ảnh này nó xấu quá. Sao vậy? Mặc váy, kẹp nách đôi giày rồi còn đứng giày nữa. Chịu nổi không? Chớ lẹ nè. 1, 2, 3. Lặng. Bơi lặng. Tự lái. Tốt. Hiểu chưa? Đẹp. Lặng. Lại nè. Tốt. Lặng. Lành. Yeah, trời ơi, ai quá mấy lần rồi. Đúng không. Biết phải không nữa. Phải không hả? Để coi phải không nè, phải không? Lành. Chính xác. Thôi, lỗi phải chị em ơi, chẳng qua người ta hơn mình một chút thôi. Dạ. Như vậy với Từ Lành thì đồng nghĩa với việc là đội của Nam Thư và bé Đàm Phương Linh đã ghi thêm được 2 điểm. Vậy là vòng 1 của chúng ta đã khép lại với tỷ số là 1-2. Nhưng chưa sao, đó chỉ là khởi đầu thôi. Vòng 2 mới là vòng quyết định. Đúng, vẫn chưa ngã ngủ mà. Đúng. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng dắt tay nhau tiến vào vòng 2 của Ngạc nhiên chưa. Đến với vòng 2 của Ngạc nhiên chưa. Tổng kết là vòng 1 thì đội của Nam Thư và Đàm Phương Linh đã phá bỏ được lời nguyền. Ở vòng 1 là Phương Linh dẫn đầu với 2 điểm, đội anh Đại Nghĩa và Quang Anh được tích 1 điểm lận. Đó, trời ơi, chúc mừng đội anh Đại Nghĩa và Quang Anh nha. Ừ thì cứ đắc thắng đi, cứ vui với cái chiến thắng hảo quyền này của mình đi em ha. Làm sao mà hảo quyền được anh? Trời ơi, tí xíu vô vòng này em thắng nữa. Được không? Được. Em tin là mình vẽ tốt hả Thư? À không vẽ, không cũng được. Anh đừng nói vậy, chúng nên lên vẽ biết. Ok. Trời ơi. Vòng 2 này thì rất là đơn giản, trên đó có 6 ô số. Các bạn hãy lên chọn một ô số một mình thích, sau đó đọc gợi ý ở trong đó và vẽ được cái từ khóa đó để cho đồng đội mình ngồi dưới này có thể đoán được. Vậy thì bây giờ đội của Nam Thư đang dẫn điểm trước, em sẽ phải thi trước. Mời Linh. Số mấy? Em tính chọn số 3. Rồi. Rồi em đọc gợi ý lớn lên cho chị Thư nghe. Nhanh. Đây là một hình tượng nhân vật trong văn hóa dân gian. Tôi biết rồi đó. Mặt khóc mặt cười hả? Trai gái hả? Chị nói đúng từ này phải gật từ đó nha. Trăng hả? Từ cuối là trăng hả? Là trời. Bốn từ. Từ bốn từ. Vẽ kỹ hơn đi. Hình tượng nhân vật trong văn hóa dân gian. Cái hình đầu tiên là gì? Người đàn ông hả? Ông bà ốc tơ bà Nguyên. Đúng là vậy. Trời ơi em vẽ cái tơ đây đó hả? Trời ơi, thí dụ em vẽ một cái búi như một cái búi len gì nè, một cái búi len gì nè. Nè. Và đáp án ông tơ bà Nguyệt hoàn toàn chính xác. Như vậy có nghĩa là hai đứa mình ghi được 2 điểm. Yeah. Lên. Dạ. Chọn con số nào em yêu thích, số nào may mắn của em. Em sẽ chọn số 2. Đây là tên một con vật. Cá anh gì nè? Anh Nghĩa, con heo nái. Đừng làm tôi phân tâm. Con tê giác. Anh Nghĩa. Im lặng. Em nhắc cho nè, con cá sấu. Cá gì nè?
cái hình thứ hai là cái gì? Cái lỗ tai đúng không? Trời ơi, thôi bây giờ tôi giả bộ tôi đoán sai nè. Cá thần bơn, cá thòi lòi, cá liềm kìm. À, thì ra đó là cá tai tường. Em ơi, đây là cái tai của em đó hả? Dạ. Em tưởng con nồng nọc anh. Dạ, hơi bị cắt sâu xíu. Em siêu phàm luôn á. Trong khi ví dụ ta chỉ cần dễ dày, cái mặt người hai mắt dày, nè, đó, cái tai, nè. Anh Nghĩa, nghĩ phức tạp cái hình mặt y chang anh Nghĩa hả? Là sao? Thấy tôi suy sụp không? Hình như là em hạ nhục được anh là em vui lắm phải không? Không có mọi người, anh Nghĩa là giảm cân được rồi nha. Anh Nghĩa giảm cân là dạ, mỡ toàn thân đều xuống, riêng mỡ trên mặt là không xuống thôi. Có cái gì đâu, mỡ toàn thân nó dồn lên mặt vậy thôi. Đó là khúc hậu anh. Đó, nói một câu nghe được. Dạ thưa quý vị khán giả, mặc dù em của em nó vẻ ghê quá. Dạ. Em vẫn đoán ra đó là cá tai tường. Yeah. Và chúng ta cũng ghi được 2 điểm. Và lượt thứ 3 thì chị Thư và anh Nghĩa sẽ hai người cùng vẽ. Hai bạn cùng nhìn và đoán liên tục nha, đoán khi nào đúng thôi. Có bây giờ có cách nào mà xin ban tổ chức đó ngăn một cái rèm ngay đây được không? Tại vì thường thì các bạn nếu như theo dõi chương trình cũng biết cái khả năng hội họa của Nam Thư cỡ nào. Và đa số người chơi đều dòm lén bức tranh của anh, đặc biệt là đội đối phương. Không sao. Mình phải nắm bắt cơ hội chứ đúng không, không chị? Không sao, em cứ tin chị làm được, dạ. Em làm được. Hai em cùng đoán nha. Dạ. Cái nào đoán đúng và đoán trước thì có điểm. Dạ. Dạ. Đây là một môn thể thao mạo hiểm. Đua xe địa hình. Xe đạp địa hình. Yeah. Em mới vô, em mới xe đạp thôi đó. La la la. Anh làm cái thái độ và hành động gì vậy anh Nghĩa? Trêu ghẹo đối phương đó. Xe đạp địa hình. Xe đạp địa hình mang về cho mình 2 điểm. Hết sức lo lắng và quan ngại. Bởi vì sao tự nhiên bây giờ lội ngược dòng. Bây giờ là cái lượt cuối cùng. Hai bạn sẽ cùng nhau lên vẽ. Và chị và anh Nghĩa ngồi dưới cùng đoán. Ráng nha. Mời hai em. Số 1 nha anh. Đây là một thành ngữ. Chân cứng đá mềm hả? Ít ngồi đáy giếng. Yeah. Đúng rồi. Chị vừa thấy con ếch, con mắt em vẽ xuống thì chị biết con ếch là định nói câu đó luôn á. Mà muộn rồi. Ủa anh Nghĩa cũng... hay quá, tuyệt vời. Hai lần mình bị vậy luôn rồi đó chị. Không, phải nói là bé Linh nó vẽ tốt. Vẽ nhìn ra con ếch liền. Dạ. Đây. Đây con em dòm, em con... tưởng tượng ra là con gà xối mỡ hơn. Đúng. Giống như con gà mà sau khi bị mần xong rồi đó. Đúng. Nè. Dạ, giống mình chung đội. Giống ếch trong phòng thí nghiệm. Đây, nhìn ra con ếch liền. Nào, để mình coi phải vậy ông ta. Ý, đúng rồi Thư ơi, đó là cái thành ngữ ít ngồi đáy giếng. Ít ngồi đáy giếng. Khoan, Linh, em đứng đây. Em biết anh định nói gì luôn á. Giờ con mình em ngồi à. Đúng chưa? Mình em đứng lên nữa. Như con ếch luôn vậy đó. Ít ngồi đáy giếng là em đó Thư. Vậy là với cái lượt cuối cùng này thì đội của Quang Anh Đại Nghĩa ghi được 2 điểm. Trời ơi, mình lên tới 7 điểm luôn á em. Nói chung là thật sự là cũng rất là bất ngờ. Bởi vì đội anh Nghĩa lội ngược không dòng. Không có gì bất ngờ hết trơn á Thư. Đi em ơi, vô đi. Nói nhiều quá thiệt, đau lòng. Nhưng mà dù gì mình cũng phá bỏ được lời nguyền ở vòng 1 đúng rồi, đó. Cảm ơn em. Nhưng mà cái lời nguyền vòng 2 là muôn thuở nha em. Rồi, em sẽ hát bài hát chủ đề của em. Nắm tay nhau thật chặt, dắt tay nhau đi luôn rồi em ơi. Tiếc thật. Bởi vì bé Linh nó dễ thương, nó xinh xắn quá mà. Phải chia tay chương trình sớm như vậy, chắc chắn là sẽ có nhiều khán giả, đặc biệt là các chàng trai buồn lòng. Nhưng biết làm sao được, đội thêm giỏi quá quý vị ơi. Và với 7 điểm thì em sẽ bước vào vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa. Chào đón quý vị khán giả đến với vòng đặc biệt của chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Hiện nay thì đội của Đại Nghĩa và Quang Anh đang có 7 điểm. Và chúng ta sẽ đặt cược điểm mà mình đang có tại vòng thi này, đặt bao nhiêu là tùy em thôi. Mình sẽ chào đón một quý ông ngạc nhiên.
anh ấy sẽ diễn tả lời của một bài hát nào đó và mình cần phải quan sát thật kỹ những cái động tác, những hành động ấy để đoán ra xem bài hát tên gì. Dạ, em muốn cược nhiều. Suy nghĩ quá, khó khăn quá. Thì thôi thì em sẽ cược 2 điểm. Chúng tôi quyết định đặt cược 2 điểm. Và mời quý ông ngạc nhiên. Ngạc nhiên không em? Dạ quá ngạc nhiên luôn anh. À, bởi vì đâu có ai người bình thường mà đã làm gì kỳ cục vậy? Dạ, đúng không? Phải là sao đó cũng phải dạ. Cũng tăng động rồi cũng trên mây trên gió dữ lắm mới có thể ra mà. Dạ. 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 Rồi, bây giờ mình đeo tai phone vô nè. Lượt xem đầu tiên bắt đầu. Tôi muốn hỏi có nói phải vì đời nói với anh, nói với em. Có phải vì tâm tư sâu kín trang thư còn dấu diếm viết nên những khi mưa đưa đêm rơi xuống mưa sao xuyên, mưa giấc mưa rơi ngủ ngủ mơ hết rồi hả? Em có chút xíu gì khái niệm về cái bài hát này không? Dạ giống bạn bé mưa quá ha. Thầy thấy có mưa đúng dạ, không dạ mà thấy bạn cái mưa mới vô sao quên rồi. Mưa trôi cả bầu trời nắng chợt theo những nỗi buồn. Không, không phải. Tại vì nếu như mà câu mưa rơi thì chắc chắn là tiên vô là phải làm mưa liền. Rồi trời nắng là sẽ phải diễn cái sự chói chang nắng nóng này kia. Chắc mình phải coi là một lần, coi lần hai với anh. Coi là lần chắc hai ăn. Với một lời gợi ý. Đây là bài hát mà đại nghĩa thể hiện sẽ làm mọi người ngạc nhiên. Lãng xẹt. Thôi. Ý nói là chê anh, hiểu không? Dạ. Ý nói là giống như anh mà hát thì mọi người ngạc nhiên, trời cái bài hay quá sao vô cái miệng ông này dở dữ vậy? Dạ. Nhưng mà kiểu vậy đó. Ý nó vô dễ sợ luôn á anh. Dạ. Không có liên quan. Rồi, mình coi lại lần thứ hai nè. Lặng tôi nhìn, đứng nhìn. Em muốn nói với anh. Có phải vì đời chưa chọn vòng tay? Có phải tay, vì tâm tư sâu kín trang giấu tư đi. Còn biết. Đây? Bước vô. Cười luôn. Dạ. Thấy có cái gì viết. Biết nói đầu tiên là vô là mình nói, yên lặng, lặng đầu tiên là đứng yên, yên lặng, lặng. Như anh lặng nhìn em lặng. Hay em lặng nhìn anh gì đó. Mà có cái gì mà viết là xuống dưới vậy nè. Rồi cái gì nè, chỉ vô cái tay này nè là làm sao á. Cái tay, cái ngón tay hay là bàn tay? Chắc là bàn tay đó anh. Rồi thôi mình coi lại lần thứ ba nha. Dạ. Lời gợi ý cuối cùng. Hy vọng cho tôi một cái lời gợi ý nào đó mà nó gần gũi để tôi đoán, nha. Nội dung bài hát có nhắc đến giấc ngủ mơ màng. Cái đó khỏi nói tôi cũng biết nữa. Nãy ông diễn tả có gì nè. Giấc ngủ mơ màng. Rồi, coi lại lần thứ ba. Bắt đầu. Làm lưng nước đẫm đôi bờ mi gì đó. Vì gì? Sao anh không ghé qua đây gì đó. Bài gì của Đông Nhi ta? Tìm anh. Tìm anh của ai? Đông Nhi đó. Ủa, bây giờ anh em chúng ta không còn con đường nào khác. Dạ. Đúng không? Dạ, chỉ có chị... Nó ngủ luôn rồi kìa. Giải, giải. Có đáp án rồi đó. Có đáp án rồi. À, quý ông ngạc nhiên thân mến, sau khi anh em chúng tôi hội ý với nhau và chúng tôi đã đưa ra một cái quyết định, không biết đúng hay sai. Dạ. Nhưng mà đó là cái quyết định duy nhất mà anh em chúng tôi có được. Bài hát Tìm Anh. Tìm Anh với tiếng hát của nữ ca sĩ Đông Nhi. Đông Nhi. Tìm Anh là một đáp án rất mơ hồ. Chúng ta sẽ biết được kết quả ngay sau một vài phút giải lao. Dạ thưa quý vị khán giả, anh em chúng em đã đưa ra đáp án là bài hát Tìm Anh. Sau đó có liếc nhẹ của khán giả hỏi đúng không? Khán giả kêu 70%. Tức là khán giả bản thân cũng hoang mang luôn. Dạ, hú hồn luôn á. Cho nên bây giờ phải nhờ quý ông ngạc nhiên. Tôi trong vòng tay. Trong vòng tay. Quen quá mà. Lệ Quyên. Nên những
mơ nửa đêm. Trời ơi tôi tức quá. Tôi nghe bài này của Lệ Quyên hát không biết bao nhiêu lần, dạ. Thậm chí coi cái bài này trong live show của Lệ Quyên luôn. Tôi còn nhớ hoài cái hình ảnh bà Lệ Quyên mới đứng ngay trong cái khung cửa sổ nhà, bên ngoài mưa xuống. Đây là một bài hát rất quen thuộc, Mưa Nửa Đêm, với tiếng hát Lệ Quyên mà em đã không đoán ra. Đau xót Lý Kim Quyên khi mà phải nói rằng chúng em mất đi 2 điểm đặt cược, còn 5 điểm tương ứng với 5 triệu đồng. Cảm ơn Hoàng Anh, cảm ơn quý ông Ngạc Nhiên nha, diễn tả sát sao lắm. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Ngạc Nhiên Chưa hôm nay đến đây xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, và tuần sau cũng vào khung giờ này 19 giờ thứ tư trên HTV7 chúng ta lại gặp nhau quý vị nha. Xin chào.